Vịnh Mường Tây mến chào cả nhà nha. Thì buổi trưa nay Vịnh đến chùa Có Thâm để như là quay cận cảnh hơn để cho cả nhà mình xem chiếc ghe đã được chạy nhì như thế nào, rồi ghe đã ra sao. Thì cả nhà mình sẽ tìm hiểu thêm những chiếc ghe độc mộc của chùa Có Thâm. Thì chùa Có Thâm thì bữa nay thì cũng là ngày 17 đó, tính là 17 âm đó cả nhà. Thì chiều nay thì nhà chùa cũng đã chuẩn bị như là kéo chiếc ghe lên để vào nhà ghe. Thì hôm nay Vịnh đến để quay cận cảnh hơn những chiếc ghe mà được thành tích cao của mùa giải vừa rồi thì như là xảy ra như thế nào. Thì tí xíu thì cái nhà mình sẽ biết thêm cái những phần chi tiết của ghe đã như là như thế nào, rồi sau đó thì cái nhà mình sẽ biết nha. Đây, giờ mình sẽ đến chỗ ghe để cho cái nhà mình xem. Đây, cái nhà thì chiếc ghe cũng đã chuẩn bị kéo lên để giữ cất, để như là giữ cất cho an toàn cho chiếc ghe ha, chứ không có để dưới nước, để như là mình vào nhà ghe để giữ kín đó, không cho bị nắng mưa, để như là mình giữ kín lại cho chiếc ghe để bảo quản cho ghe thật là tốt, để mùa giải sắp tới thì mình sẽ có ghe để bơi tiếp tục nha. Đó, còn nói vấn đề chiếc ghe thì tí xíu mình sẽ trò chuyện thêm với chú tí xíu nữa. Đây thì bây giờ chiếc ghe cũng đã như là chuẩn bị kéo để cất giữ cho an toàn cho ghe. Đây, bây giờ mình sẽ xuống ghe để cho cả nhà mình xem thì chiếc ghe của chùa Có Thâm, tức là ghe độc mộc nha cả nhà. Đây là đầu tiên nhất là cả nhà mình thấy đây phần tép ở đây ha. Đó, đó như là bơi ra cái hiệp đầu tiên nhất á. Hiệp đầu tiên nhất là ghe bị tép cái phần dáng nhảy trên. Đó. Rồi mới là cặp miếng sắt nha. Đó, bây giờ tiếp tục đi tới. Đó, từ từ để cho sau đó rồi mình sẽ kể trực tiếp cho cả nhà mình xem. Đó, giờ đây đi tới nha. Từ từ ha. Đây. Đây kế tiếp nha. Nếu không thôi thì ghe cũng đã đạt được thành tích rất là cao nha. Đó. Rồi kế tiếp đi, cả nhà mình thấy không? Thấy chưa? Đây, tép. Đó, Hoàng Công cũng bị tép luôn. Đó, ý là hiệp đầu tiên nhất là xuống dòng sông Mát Pro của Sóc Trăng mình. Thì các anh cũng rất là miệt mài, các anh cũng tung hết sức. Đó, đây, tét luôn nè. Đó, nhìn thấy chưa? Đây, nếu không thôi thì ghe cũng có thể là đạt được hạng nhất luôn đó. Đây, nhà mình thấy đây, thấy chưa? Đó, được giải nhì, nhưng mà ghe cũng nói chung thì cũng quá quý rồi, nhưng mà nói chung thì tại ghe tét rồi nứt đó, cho nên là tốc độ ghe đi hơi chậm lại một tí, chứ không thôi là không có gì sánh kịp của chiếc ghe này. Đó, đây thấy chưa? Đó, cặp nè, hồi nãy là cặp thanh sắt, đó thanh sắt hai bên nữa đó, đó thanh sắt, còn ở đây là cây đó. Trong khi là vô tranh nhất nhì thì không có kịp đi mua sắt nữa ha, lấy cây cặp đỡ nha. Đó, nhà mình thấy nha. Đây, tức là tét hết cái đường này. Nếu như là không tét ghe này chắc chắn là 100% là lấy giải nhất luôn, nói thật. Đây, đó, thấy chưa cả nhà. Đó, hôm nay thì mình quay cận cảnh cho cả nhà mình xem đó, để cho trực tiếp nhìn thấy rõ chiếc ghe bị đề ba đầu cái hiệp đầu á, tức là dòng bảng bị tét này, cho nên là chạy đi mua sắt thanh sắt này để cặp hai bên luôn. Đó, cả nhà mình thấy chưa? Đây, nếu như mình nói dốc thì cả nhà mình có thể là chạy xuống rồi kiểm tra quan sát kỹ chiếc ghe. Đó, tét luôn đây, thấy chưa? Đó, khu vực này tét hết nè. Đây, rồi tới mũi này thì mình không thể đi được nha. Từng này được rồi. Đó, bây giờ thì cái nhà mình cũng thấy thanh sắt ha, quê ha, quê quá quá dày cái quê đó đó. Rồi, như là nói thật thì clip đầu á thì mình có quay cận cảnh ghe này, nhưng mà có
đôi lúc á, những người bình luận á, nói là ghe không có cần câu làm sao đi. Tôi nói là nếu mà ghe chịu đi rồi không thể nào sánh kịp nha. Đó, đây cây cập đó, sắt nè, quê nè, đó bị hư đó. Nếu như không bị hư như thế này ha, không có thể nào gượt kịp luôn. À, đúng không chú? Đó. Tại vì á, không có người, người ta nói chú, tôi nói là ghe không có cần câu, làm sao đi bằng ghe có cần câu? Rồi tôi không dám trả lời. Tôi biết là tôi thấy ghe đi là nói đi rồi không thể nào kịp, không có ghe nào đi kịp. Rồi những người ta bình luận thôi, nói thôi, tôi không dám trả lời. À, bây giờ cũng rất là mừng rồi, được nói chung thì được thứ hạng gì mình cũng quá mừng rồi. Đó. Đây chú bên đây cùng gì? Thì ra chú như là mình muốn nói kể hết cái những chiếc ghe mình bị như thế nào đó rồi chú. Bình ơi, Bình ơi. Bình. Bình ơi. Rồi, đó chú Bình à, chú Bình biết phải không? Rồi. Bình ơi. Ai à, chú Bình ơi. Công cảm nữa. Rồi vậy là chú không dám đứng trước màn hình. Không sao đâu, không sao đâu, không gì đâu. Tại vì mình thấy là ghe mình cái hiệp đầu mình thấy bị tét rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy là như thế nào mà mình nghĩ là chạy đi mua sắt đóng để cho kịp thời gian chú. Bây giờ nãy giờ chú hôm qua thì bây giờ mình qua chợ chú nha. Giờ như là đầu tiên nhất chú như là cho con hỏi như là cái lần đầu tiên nhất là chú nhìn thấy ghe của mình như thế nào chú? Không, ghe của mình hả? Dạ. Ghe mình thì nó đẹp rồi, coi như là nó lẻ rồi đó. Mà dạ. Có sự cố gì đó. Dạ dạ. Ừ. Thì con tính là cái lần lượt đầu á, lượt đầu bảng á, dòng bảng á, là thấy ghe đi rồi mà tại sao mà cái lần sau mà nhìn thấy thấy nó hơi kỳ kỳ á, cái như là cái dòng sao lại á chú. Rồi con mới không yên tâm, rồi con mới chạy qua, con mới là kiểm tra coi, muốn quay cận cảnh cho cả nhà mình biết là ghe như thế nào đó. Đó rồi chú, giờ chú kể những cái ghe mình bị như thế nào chú có thể là nói cho bà con mình hiểu hơn nha. Bây giờ là cái mình biết là sự cố là bây giờ chú lại quay là chú thấy rõ ràng rồi. Dạ. Cái đó là cụ thể rồi. Còn cái gì nữa là bị tôi ở nhà tôi cũng không có được đi. Dạ. Tôi nói bây giờ tôi thấy là nó sự cố là nó bể như vậy đâu, nó gãy vậy đó. Dạ. Thì bây giờ chú lại quay chú thấy rõ ràng rồi. Dạ. Còn cái gì hơn nữa thì do ông cả ông biết. Dạ. Đó. Dạ, tại vì con thấy là ghe bị nó bị tét cái đường lằn lằn á, cái phần gián nhảy đó chú, đó cái phần cong cũng bị bể, bị tét luôn, đó, cho nên là con muốn hỏi như là cho rõ hơn, sợ như là có khi là những người ta không biết á, thì nói này nói kia, đó, trong lúc mà con đi quay á, con nói là ghe này nói chung thì lọt bò bụng sâu, mình những người ta không biết á, ta nói ghe không có cần câu làm sao lọt vào được, thậm chí là ghe người ta có cần câu mà còn chưa đạt được cái vòng sâu nữa. Đấy tôi nói chú nghe chỗ này chú lại quay không phải tiếng nhảm, tiếng đồn nhảm, cái này tai nghe mắt thấy, dạ. Cụ thể, dạ. Chú thấy rồi. Dạ dạ đúng rồi, dạ. À, vậy con cũng nói thiệt. Dạ thì cái này hôm nãy thì đạt giải nhất, giải nhất rồi, thiệt giải nhất đường nào phải giải nhất không, mà nói thiệt chứ ghe tại thấy nó tét rồi đi là hơi chậm lại một phần đó. À, thật sự thì ghe lần đầu tiên hạ chiếc ghe này là con biết, con nhìn thấy là cái độ phóng của ghe là rất là ok đó, thấy là đi phóng là con thấy là biết là ghe là có tốc độ đó. Nước thì không có xé nước nha. Không có xé nước, nước thì lướt, không có xé. Dạ, đây là vận động viên nha. Đó. Rồi anh ở đâu quay vậy? Thì coi trong kênh là biết rồi. Nói chung là ở Sóc Trăng. Đây. 83 à? 83. 83 ở 83 lên quận. À.
anh này cũng bơi nè, bây giờ mình nói rõ không, không mình bây giờ mình nói chung thì mình chia sẻ cho cả nhà mình nghe đi. Đó, về cái ghe mình là lần đầu thì mình đi như thế nào, rồi cái dòng dòng sau đi như thế nào. Đó. Em thấy bơi rất là nhẹ tay đó. Vậy là cái dòng đầu. Dòng đầu thì tụi em cũng cố lắm, nhưng mà nghe tụi em nó về ấy chút đi. Rồi thì nói chung nãy cũng xuống quay hết một vòng rồi đó, thấy chiếc ghe cũng tét rồi, cái cong bị tét luôn đó, nhìn thấy vậy là bởi vì mình muốn để chia sẻ cho bà con mình biết đó. Chỉ hẹn anh mấy anh đây cái nhà thấy nè, thanh sắt quê quê mà cặp thôi hai bên luôn đó, nếu như là không cặp thì có lẽ là ghe tét cũng hơi nhiều hơn nữa đó. Đây. Thật sự mà nói là ghe này nếu như không bị sự cố thế này ha, thì có lẽ là đạt thứ hạng cao luôn đó. À. Một sự cố đã xảy ra rất là kinh hoàng cho ghe. Đó. Đó, thấy chưa? Cũng tét một đường đó, cả nhà mình thấy là rõ ràng luôn đó. Rõ ràng. Đó. Đó. Sắt cặp rồi ha, đó, tét một đường lằn như gì, rồi tới bên đó luôn, đó, rồi cây là cặp hết, đó cái nhà mình thấy chỗ cây đó, đó khi kéo lên thì mình sẽ chỉ cái chỗ tét, đây, đây, tét nè, thấy chưa, đó, nhìn thấy rõ ràng, chiếc ghe bị tét như thế này. Rồi thì bắt đầu kéo ghe tập nữa cả nhà. Rồi. À, tức là ghe của nữ. À, ghe của nữ cũng được hạng 3. Đó. Bây giờ kéo lên xong thì sau đó mới kéo tiếp tục lần 3 chiếc ghe luôn. Thì là lúc hạ thì hạ 3 chiếc. Đó. Nay cũng được kéo lên nè. Đây, ghe nữ là được giải ba nha. Đó. Đầu sáu cũng mượn chiếc ghe bên đây luôn, cũng được giải tư. Đó. Thì bên đây cũng nói chung thì bắt đầu kéo lên nha. Còn ghe nam thì cũng ghe đồng một á, được hạng nhì nhé các bạn. Đây, các bạn biết là ghe đồng một thì cũng có sự cố cho nên là mới được nhận được hạng hai thôi, anh bơi được hạng hai. Hầu như là thiếu vận viên ha cả nhà, thiếu lính kéo hơi nặng tí. Thank you.
đây thì nhà ghe cũng quá rộng hết cả nhà. Đó, cũng có lẽ là 40 mét, 40 mét thôi. Đó, quá rộng. Bây giờ là ghe xong thì còn thêm 2 chiếc nữa. Còn một chiếc nữ với chiếc nam, tức là nam của độc mộc nha, ghe độc mộc luôn. Đang rồi thôi, về xong để kéo chiếc ghe độc mộc lên. Rồi ghe nữ đã xong hết cả nhà. Thì kế tiếp thì ghe nam đó. Đó. Có lộn, kế tiếp là còn thêm một chiếc ghe nữ nữa nha. Bữa nay là kéo lần 2-3 chiếc luôn. Một chiếc nam, 2 chiếc nữ nha. Tức là ghe nữ nha, thì mới rồi cũng kéo được 2 chiếc, ê 1 chiếc rồi, thì giờ là lần thứ hai, chiếc là chiếc thứ hai nha. Quá nặng cái trời ơi, quá nặng nha. Ghe thì cực kỳ nặng nha. Đó. Nặng lắm đó. Thank you.
Rồi vậy là xong à, xong hai chiếc ghe ha. Còn kế tiếp thì ghe của Nam đó chính là ghe độc mộc nha. Rồi bây giờ thì đã xong chiếc ghe này à, thì nói chung là ghe của Phú Thâm thì năm nay thì đã được 4 chiếc ghe. Trong cái nhà ghe thì quá rộng nha, thì chứa được 4 chiếc ghe, quá hoành tráng. À, thì nhà ghe đã cất giữ cho ghe như là kín đáo nha, đó, rất hoành tráng. Rồi ghe độc mộc tức là ghe Nam đang chuẩn bị kéo lên nha, đó, thì bây giờ đã chuẩn bị xong, rồi sau đó sẽ kéo lên ha. Thì vậy thì mới rồi thì cũng kéo lên được hai chiếc ghe nữ kéo xong. Ghe Nam năm nay cũng đạt được hạng 2, ghe nữ thì được hạng 3 nha. Thì ghe của có thâm cho bên đầu xấu như là bơi thì cũng đã được đạt giải 4 cho mùa rồi vừa rồi, cho mùa giải vừa rồi nha. Rồi bây giờ thì chuẩn bị kéo ghe. Đó chính là ghe độc mộc của Nam nha. Đó. Rồi bây giờ chuẩn bị kéo nha. Đó thì bây giờ các anh vận động viên đã đầy đủ nha, thì còn thiếu vài người nữa thì có lẽ là kéo luôn. Kéo thì có cái xe đẩy này ha, đó có bánh xe à, tức là có bánh xe để chêm lại dưới để kéo, chứ không nếu không thì không thể nào kéo được nha. Thì vì cái nền bên đây là xi măng không, đó nền bên đây xi măng không đây, cho nên là lấy bánh xe để kéo ha. Đó, kéo thì không, nó không có chạy xước cái phần đáy của ghe. Rồi kéo lên luôn. Rồi kéo lên ha. Ủa sao để trên bánh xe thôi. Rồi đã kéo lên rồi các bạn. Đây. Kéo lên này. Rồi bị chạy bên này à. Đó là bị cãi đó ha. Bị cãi cái góc cầu. Đó, cãi góc cầu luôn à. Đây nè, tép phần này nè các nha. Đây. Đó, đây đầu tiên nhất là bị tép cái chỗ này. Đó, tép được luôn. Chứ nếu không có tép thì không có sự cố thì có lẽ là ghe đã được giải nhất luôn đó. Đó. Tại vì sự cố cho nên là không có đi không có nước đi nước nước này. Đó cát ha, đó cái này đó này rồi, nghe lại lên
Rồi bây giờ đã xong rồi ha cả nhà ơi, thì coi tí xíu rồi có cái gì thay đổi không, hay là các anh có nhận lên không, để coi tí xíu nha. Rồi đã xong nha, đã chém xong hết rồi. Đây chắc bên đây thôi, rồi nhìn thấy rõ ràng luôn, rõ ràng luôn. Xong, thế là xong.
đây, cái phần ở đây hở tí xíu thôi. Rồi giờ đã xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình cũng xin khép lại video nha. Thì mình cũng kính chúc cho toàn thể các anh em vận động viên của chùa Phó Thâm ngày mới đều có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc nha. Rồi mình cũng xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo và hẹn gặp lại các anh em trong mùa giải năm tới nha.